Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với shop của máy tính Phạm Dũng. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn cái loa Bluetooth nhỏ gọn dành cho máy tính và sử dụng cho công việc học tập, giải trí. Thì mã đây là K23. Đây là con loa Bluetooth rất là đẹp. Thiết kế có màu 4-5 loại màu ở đây. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp và test thử cho các bạn xem nhé. Đây chúng ta có một cái dây sạc nhé. Đây, bạn nhìn cái phần thiết kế nhìn trông rất là hay, như là hình cái mặt trống này bầu lên. Đấy. Có hai cái đế để đỡ đằng sau này. Ở mặt phía sau này chúng ta sẽ có những cái nút nguồn này, nút mở nguồn on off này. Đấy, on này là mở nhá. Đấy, có thể kết nối cắm qua cổng jack 3.5 được này, cổng USB này. Đấy, cắm sạc 5V ở đây. Còn cái này có thể cắm thẻ nhớ loại nhỏ đấy. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái chất lượng này như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta cần kết nối vào với điện thoại hoặc máy tính. Đây, ở đây mình sử dụng một chiếc điện thoại, mình kết nối thử nhé. Rồi ta vào cần cài đặt này, kết nối này, Bluetooth. Thì trên điện thoại chúng ta sẽ có một cái tên Bluetooth là K23, trùng với cái mã của cái loa này. Thì với cái chiếc loa này cái giá rất là rẻ thôi. Các bạn có thể liên hệ với mình để biết chi tiết về giá của sản phẩm hoặc là truy cập vào Shopee máy tính Phạm Dũng HD. Đó. Còn để đặt mua hàng các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0975 723 045.